bao quang nè. Ồ, bữa nay mua đi chợ có cái thịt bao quang nè, quá trời ngon luôn, quá trời ngon. Mua thịt bò của em Kiều ở chợ nè, ai có đi chợ mua thịt bò ghé ủng hộ em Kiều nha. Quá trời ngon gì đó, bao quang ngon quá chừng luôn nè. Đây mua một nhỏ thôi, còn quay phim nó nữa hay gì vậy thì lấy đi, em lấy đi ghé em Sáu chợ mua một măng ăn về nấu bò kho. Lột ra cho chị luôn. Dạ xin chào cô bác và anh chị, hôm nay mình đi mua được một ký gửi cái bao quang bò nha cả nhà. Mà cái này rất là ngon nè, bao quang nó giống như bao cái bao gọi heo mình vậy đó, nhưng mà bò thì nó sẽ ngon hơn, mình làm bò kho nó rất là ngon. Này có nạc, có mỡ, rồi có da gì đó. Gân, da. Đó. Rồi xoay thôi, bây giờ mình sơ chế một chút là mình khè cho nó hết lông, cho lông cháy hết nè, bị người ta cạo cũng không có có hết sạch lông nè. Bây giờ mình khè bằng lửa. Mình khè như vậy nè cũng làm cho cái da nó mềm luôn nữa. Nghe ồ không cả nhà? Đó. Đó, cả nhà nhớ để miếng thịt lên cái dĩa inox hay là cái dĩa nha, đừng để lên đồ mũ rồi nó cháy hết. Đó, này có lông nè, nó cũng sạch. Mà cái da nó cũng thơm luôn cả nhà ơi. Mình làm cái cách này lông nó sạch, da nó thơm, mà với lại nó cũng thành, nó cũng mau mềm cái da của mình luôn. Coi như cái này nó cũng có công dụng nhiều lắm. Cả nhà ơi, cái bò hồi nãy mình khè cho nó sạch cái lông á nó đó, rồi mình cạo rửa xong nè, cái mình trụng qua nước sôi với muối luôn nha cả nhà, sôi muối với xả để mình loại bỏ mấy những cái chất dơ nó nè, bọt cho nó dơ, rồi mình xắt ra miếng vừa ăn nè. Đó, bây giờ mình đổ vô mình tẩm ớt cả nhà ơi, bò nè, đó mình đổ vô thau. Đây gia vị tẩm ớt của nó nè cả nhà, cái này là lá cà ri nè cả nhà. Ở nhà mình có nguyên cây rồi, thành ra ông xã kêu ông bẻ nhánh mà ông bẻ quá nhiều luôn nè cả nhà. Đó, nấu cho thơm nức mũi luôn mà. Không, tôi biết rồi nhưng mà bỏ ít hả anh ơi. Dạ. Cái này mình có miếng gừng nữa nè cả nhà, gừng này gừng già của nhà, nó nhỏ xíu rồi thành ra không có gọt vỏ luôn, mình rửa sạch thôi. Cái này tỏi với hành tím băm. Đó, mình cho vô. Xả mình cộng mình đập dập luôn, đúng hay ra là 1-2 cộng là được rồi, nhưng mà xả cũng xả nhà luôn, mới cắt vô nó xanh rì nè cả nhà. Đó, mình bỏ vô mình ướp, rồi mình ướp vô đây một muỗng muối, đường 2 muỗng đường, 2 muỗng cà phê nhỏ bột ngọt luôn. Rồi cái này nè cả nhà, cái này là cái bột nấu cà ri hiệu ông Trà Già. Cái bột này rất là ngon nha cả nhà. Cái thương hiệu này á là nó có từ năm 1939. Lúc đó là mình chưa ra đời luôn cả nhà ơi.
Cái này nó rất là ngon, nó có đủ thành phần, coi như là đây thành phần của nó gồm nghệ thì là tiểu hồi, ớt khô, điều màu, muối, đinh hương, tỏi, hành tây, tiêu, gừng, đại hồi. Và thành ra trong đây là nó đủ hết, mình không có cần thêm mà cái gì tây vị ở ngoài á, hoa hồi ở ngoài với quế, mình chỉ ốp lên này thôi. Đó, cả nhà thấy không? Cái gói này mình ốp được 1,5 kg hả cả nhà. Nhưng mà cái này mình nấu hồi nãy 1,5 kg, nhưng mà mình nấu 1 kg hả cả nhà ơi. Nấu nhiều quá ăn không hết. Cái để kia mình làm món khác. Cái này là sốt bò kho dầu, coi như cái này là dầu á. Đó, mình cũng chế vô đây. Mình cho vô đây 2 muỗng luôn cho nó ngon. Rồi như vậy là mình trộn lên. Mình trộn lên cái mình để đây, mình ướp để đây chừng nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Cái nồi nó nóng rồi. Cho chút xíu bơ vô. Chút bơ lạc vô. Cái này thì nấu với bơ, chút xíu bơ rồi nó ngon, nó vậy mùi ngon lắm cả nhà, nó béo cái nước nữa. Không có xài dầu mỡ, xài bơ. Đây nãy mình ướp được tiếng rồi nè cả nhà, mình đổ vô mình nấu. Mình xào cho nó săn cái gạch, cái mình đổ nước vô. Thơm quá. Cái phần lá cà ri này nữa nè, thì chừng nào mình tí nữa gần ăn mình mới bỏ vô cho nó dậy mùi thôi cả nhà ơi, bỏ ít hà. Bữa nay mình nấu là rất là đặc biệt cả nhà. Măng, mình không có nấu với cà rốt, khoai tây gì hết, mình nấu với măng tươi. Măng đầu mùa nè. Có mưa xuống là măng đầu mùa nè. Mình nấu với măng. Chút mình vô mình cắt măng ra cục cục, cỡ như thịt bò vậy nè, cái mình nấu mình xả bỏ nước. Rồi cái thịt này nó săn rồi mình đổ nước vô cả nhà. Mình đổ cái nước vô mình tráng cái thau mình ướp nãy nè, cho nó sạch cái gia vị luôn. Thêm nước vô. Rồi mình đậy nắp lại cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình bắt nước rồi mình bỏ miệng muỗng muối vô nha cả nhà. Đặng mình sôi lên cái mình sắc măng nè. Mình sắc măng đặng mình luộc mình xả. Xả bỏ nước cho bớt ăn măng phải xả bỏ nước cho nó coi như đại khái như chất độc vậy đó, măng nó có chất độc. Đó. Mình luộc đó. Xả bỏ 1-2 nước vậy tùy. Mình luộc 2-3 nước làm cho nó không đắng băng. Măng mà nó còn đắng, nhiều người ta thích ăn đắng. Nhưng mà đắng là chất độc á. Mình ăn cho nó đừng đắng. Luộc chắc 2 nước là hết đắng rồi. Măng dường mà. Còn măng dường là độc lắm nha. Dạ chào cô bác và anh chị. Mời cô bác và anh chị ăn bò kho với mình ha. Rồi, đây là cái nước làm cho ông xã. Cái lá cà ri bỏ vô thơm. Cùng nó thơm anh thơm không? Quá, thơm nực nồng. Anh lấy đũa muỗng ra anh. Dạ chào cả nhà. Ăn bò kho cả nhà. Này mình ăn hủ tiếu trước rồi mình ăn mì sau. Cái lá cà ri nó thơm quá. Bởi bỏ vô cuối cùng vậy nè. Như vậy cái mùi nó thơm ơi là thơm. Lựa cái cục mà có da cả nhà. Măng. Măng đầu mùa. Bởi vì ăn cho nó ngon. Quá wow. Vậy đó, rau rồi cho nhiều. Rau này nó thơm, nó ăn ngon. Nó không có ấy, không có ngán. Thêm nước không? Gì quá chừng chừng vậy. Nãy biết thiếu nước rồi, múc cũng ít nữa. Múc thêm cũng ít nữa. Vậy thêm nước phải không? Thêm nước thì thêm. Từ từ đi.
Nè bán ngoài chợ không được rồi, nút nước kiểu này người ta không chịu rồi, người ta đi luôn. Mà ngoài chợ đâu có kiểu quá trời như vậy đây. Quá gì ra ngoài chợ nó cũng rau, cũng nhiều vậy. Nó cũng rau, người ta cũng cho rau, người ta ăn cũng nhiều vậy. Nó ăn nhiều, người ta phải ấy rồi, vậy là nước vô nó mới mới ấy rau, lát rau nó chín. Rau cần tàu này, rau quế. Cần tàu tốt quá, nhưng mà nó hơi dai nha. Bà con mà chợ là không có vụ mà cần tàu nha. Nói trước là để đi ra mà đòi về ra quán mà bò kho của ông Phước là ông Phước mập mà đòi cần tàu là ông quýnh à. Ủa mà giờ ông còn bán không ta? Giờ chắc nghỉ quá. Phước mập ngoài chợ nó bán bò kho, một tiếng bò kho. Chắc nghỉ rồi. Ở đây riết là còn bò kho như nghỉ muốn hết luôn. Bây giờ không biết ăn đâu. Bún bò quế thì có phải không nhiều chứ bò kho không có nè. Cái bò kho này nè cả nhà, cái miếng thịt mà có da nè cả nhà, mình thịt vừa da nè cả nhà. Là nấu bò kho là luôn rồi, từ xưa tới giờ là nấu bằng này không, chứ không có mua nạm mua gì không. Như người ta nấu có da vậy luôn nè, gân đó, cái giữa thịt gân mỡ đủ hết cho nó ngon. Măng luộc mà bỏ nhiều nước tốt, 2 lần 3 lần gì tốt. Măng nó độc. Ở chỗ mình bây giờ mà ăn bò kho cũng hơi kiếm hơi khó, cấp trước có. Giờ như nghĩ muốn hết. Mà không có vụ nấu với măng nha. Có vụ đó à. Ở của cái đỏ rồi không mà, không có nấu măng. Măng tới mùa, tới mùa như ở đây không ai nấu măng, mà dù muốn ăn măng phải tới mùa mới có. Thì bởi em thấy đầu mùa nè, măng nè. Không nhưng mà người ta bán hồng bò khoi không bao giờ người ta nấu măng, bị gì. Người ta bán kinh tế là phải có những cái đồ dễ như là có củ cải gót rồi củ cải trắng này nọ hay gì đó. Cà gót. Cà gót. Dữ lắm là có khoai tây, củ cải trắng vô. Măng. Măng này là phiên bản của Hoàng Minh TV 1964 cả nhà. Còn nở. Cái này mới vừa mềm tới. Nó nấu cũng tiếng hả? Cái này á mình tận dụng được hết. Nó cũng có nạp nè, có gân nè, có da, đầy đủ quá vậy. Ai ăn thích ăn phần nào ăn. Gà nấu bao quang hết ý rồi. Vừa có mỡ, có da, có gân, có nạp. Giống như ba gọi. Nó ngon hơn ba gọi heo. Từ giờ suy nghĩ quả không biết giờ này. Ở chợ hình như họ hết ai bán bò kho rồi, cả nhà ơi. Có. Bản thân thích cái gì mà có những cái chất gì mà nó tinh dầu thiên nhiên á. Thích lắm. Ở vậy nhà trồng là tía tô nè, lá bạc hà nè. Cái gì có tinh dầu là mình thích. Quế đất. Đâu quế đất thì cái tinh dầu nó giống như là cái xá xị. Ăn bánh mì. Cảm ơn tổng hợp luôn. Đó. Ngon quá. Này phải mua bánh mì của Trường Thịnh đó. Mấy ngon. Này mua của Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cũng bằng. Trường Thịnh nó ruột nhiều. Đi ngay đó và mua luôn. Trường Thịnh sợ giờ này mình mua hết rồi. Phải mua sớm cho làm có số lượng đủ thôi à. Hồng Ngọc cũng ngon. Cũng được nhưng mà nó hơi giòn, nó hơi ruột ít lắm. Cả nhà, cái này cái nạm thịt rồi luôn nè cả nhà. Nạm thịt gân nè cả nhà. Cục này nè. Nè cả nhà, thấy không? Nạm thịt gân nè. Đó. Cái bầu quan này nó đầy đủ hết trơn. Ngon hấp dẫn gân. Gân ngon. Ăn cục này luôn cả nhà. Ngon.
Đó, gần. Cái này nè, cái gân này trắng trắng là kêu là gì nè? Gầu hả? Nạm gầu vậy đó hả? Không phải. Quá đã. Thêm thịt hả? Không, thêm một cục. Đừng lấy măng. Không, em đấu cho anh măng. Một cục nạm gân luôn nè. Cục này của anh ngon dữ anh nha. Gân là thịt nè, nạm thì từ lâu mấy lớp luôn nè. Ồ, quá ngon. Video tới đây là hết rồi cả nhà ơi. Xin hẹn cả nhà video tiếp sau nha. Xin chúc cả nhà nhiều may mắn và nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em cũng xin hẹn cả nhà video sau luôn. Cả nhà xem video của em thấy có thích và bổ ích đó, cả nhà cho em một like. Nhấn vô cái chuông đăng ký và chia sẻ đã cho nhiều người biết để kênh một ngày sẽ mạnh đấy cả nhà. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ, bye bye.